thực phẩm bảo vệ sức khỏe My Energy Max. My Energy Max kể từ khi sắp ra mắt đã là một sản phẩm được rất nhiều người mong đợi. Bởi công thức nghiên cứu đặc biệt, kết hợp với thành phần nguyên liệu mang giá trị bổ dưỡng cao. My Energy Max với công dụng hỗ trợ tăng cường và cải thiện trí nhớ, hỗ trợ làm giảm nguy cơ suy giảm trí nhớ. My Energy Max có thể sử dụng cho người trưởng thành, học tập và làm việc căng thẳng, mệt mỏi, mất tập trung, suy giảm trí nhớ. Lưu ý, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc thận trọng khi dùng cho người đang dùng thuốc chống đông máu. Phụ nữ có thai không nên sử dụng. Không sử dụng cho người bị mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Hướng dẫn sử dụng: uống 1 viên mỗi lần, sử dụng từ 1 đến 3 lần mỗi ngày. Uống khi đói, sau ăn 2 giờ, hoặc trước ăn 30 phút. Bảo quản nơi khô thoáng và tránh ánh nắng trực tiếp. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Vinalink Group, mạnh mẽ, vươn xa, tinh hoa hội tụ.